tháng năm dài, ông chủ về đem tính sổ chẳng sai. Ai sinh lái lời được chủ mời hưởng vinh phúc chẳng ơi. Ơi đây tờ tin chung, ai đã trung thành trong việc nhỏ bé thì nay ta trao ban cho gia nghiêm to lớn. Ơi đây tờ tin chung, ai đã trung thành trong việc nhỏ bé thì nay hãy vào hưởng phúc vui cùng chúng ơi. Trước lúc đi xa, ông chủ nhà trao vốn cho quản gia, nhưng anh lánh một đã dài dột làng bạc đêm chôn dâu. Do nghĩ trong đầu, ông chủ gặt nơi đã chẳng hề gieo. Nay tuy đã nghèo, cả làng bạc bị thu mất còn đâu. Ơi đây tờ tin chung, ai đã trung thành trong việc nhỏ bé thì nay ta trao ban cho gia nghiêm to lớn. Ơi đây tờ tin chung, ai đã trung thành trong việc nhỏ bé trong đời, lo làm lời tuy có được tăng thêm. Ai không có nhiều thì cả đều giờ đang có thành cho. Ơi đây tờ tin chung, ai đã trung thành trong việc nhỏ bé thì nay ta trao ban cho gia nghiêm to lớn. Ơi đây tờ tin chung, ai đã trung thành trong việc nhỏ bé.